giờ thì mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách mà tính chiều cao đổ cái cột này. Ví dụ chúng ta có cột này. À, vậy là chiều cao đổ của cột này tính làm sao? Thì thí dụ cái sàn này các bạn là từ sàn tới sàn là 3m6 đúng không ạ? Rồi. Trừ cho cái dầm. Đây. Thí dụ cái cột này á, chúng ta có cái dầm theo chiều này đúng không ạ? Rồi dầm cái cột này thì nó có thể là nó có cái dầm theo mặt này đúng không ạ? Mặt này tổng cộng là nó có 4 cái mặt, thì trong 4 cái mặt của cái cột, cái dầm gác lên cái cột này á, cái dầm nào có tiết diện cao nhất thì chúng ta lấy. Ví dụ như là ví dụ cái dầm ở phía này á là 300, giao diện 300, mà ở phía bên đây á chiều cao tiết diện của cái dầm chỗ này là 400. Rồi ha, 300 400 ha, thí dụ thôi nha. Rồi. Bên đây là chiều cao tiết diện 500 đúng không ạ, bên kia thì nó 300 đi, giữa bốn con số này thì chúng ta lấy cái dầm nào có diện cao nhất lấy ra. Rồi từ sàn tới sàn 3m6 trừ cho cái dầm có diện cao nhất mà nó xuyên qua cái cột này á, gác trên cái đầu cột này á là 500 đi ha, 3m6 trừ 500 là còn 2m9 đúng không ạ. Rồi nếu mà chúng ta không có cân cái cốt á, thì từ mặt sàn nè đo lên 2m9. Còn nếu mà chúng ta thường á, thì chúng ta có cân cái cốt, mà cốt này đây, cái cốt chỗ này là cốt 1m5 phân, nghĩa là khoảng từ đây nè, từ cái đường lằn này, từ cái đường lằn này á, đo xuống cái sàn thô bây giờ á, là khoảng 1m5 phân, có thể là 6-7 phân gì đó cũng được, không vấn đề. Mà thì nếu mà tính từ cái cốt này đo lên á thì nãy là mình mới tính 2m9 đúng không, trừ lại 1m là còn 1m9, trừ thêm 5 phân nữa là còn 1m85. À, nếu mà từ cái cốt 1m5 phân này đo lên á thì là 1m85. Còn nếu mà từ cái mặt sàn này á, mặt sàn bê tông cốt thép này mà đo lên á là 2m9 đúng không ạ. Nghĩa là từ cái sàn đo lên thì không có trừ 5 phân. Còn từ cái này, cái cốt 1m5 phân đo lên đó là chúng ta phải trừ lại 5 phân. Chứ trừ lại thêm mét nữa, trừ 1m5 phân. Yeah. Đó. Qua đây. Cái cây cột nào nó cũng có cái lằn này chứ. Cây cột đó sẽ cần tất cả 6 cái cột này.